Andy xoài phát sáng bằng kẹo. Tớ xin mẹ có 10.000 một sô cô la, mẹ cũng không cho. Tớ để bằng sô cô la cô. Tiền á? Ui, thật là nhiều tiền. Tớ thấy đồng tiền này để mua sô cô la. Không phải là tiền. Trong đồng tiền này là sô cô la các cậu ạ. Hình quả trứng. Tớ có quả trứng này, nhưng mà hình quả trứng màu trắng đâu có giống sô cô la đâu. Video cho Andy Soi biết nha. Và đừng quên hãy đăng ký kênh Leo Leo Shop để mà tớ sớm gặp.